Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc. Và trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những tác hại của đậu đen đối với sức khỏe của con người. Chúng ta biết rằng đậu đen đã trở nên rất quen thuộc, gần gũi với người Việt ta từ xưa đến nay. Đây là lựa chọn tuyệt vời vào những ngày hè với chức năng thanh nhiệt, giải độc hữu hiệu. Không chỉ thế mà uống nước đậu đen đúng cách còn góp phần tham gia chăm sóc, bảo vệ cơ thể rất tốt trước bệnh tật. Tuy nhiên, ít ai biết rằng dù tốt nhưng đậu đen lại có thể làm nguy hại đến sức khỏe của người dùng. Loại thực phẩm này có giá trị dinh dưỡng cao và lợi ích tốt đối với sức khỏe nên được đánh giá là siêu thực phẩm. Mặc dù vậy thì đây không phải là cái thực phẩm phù hợp cho mọi đối tượng hay mọi trường hợp. Cũng có những lúc bạn sẽ phải giật mình về cái tác hại của nó. Để cùng tìm hiểu chi tiết tác hại từ đậu đen gây ra và cách thức phòng tránh hợp lý nhất, thì sau đây xin mời quý anh chị chúng ta cùng tìm hiểu về 5 cái tác hại của đậu đen đối với cơ thể và cái cách để chúng ta phòng tránh. Thứ nhất là không tốt cho người thuộc nhóm hàn lạnh. Đậu đen trong đông y là một vị thuốc tính hơi hàn, có vị ngọt, quy kinh thận, tác dụng giải độc, trừ thấp, bổ huyết, bổ thận, bồi bổ cơ thể. Xuất phát từ cái đặc tính đó, những ngày nắng nóng, uống nước đậu đen hoặc là ăn chè đậu đen sẽ giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu. Người bị nóng trong cũng hạ hỏa rất tốt. Những người thuộc nhóm cơ thể hàn lạnh như là tứ chi lạnh, bị tiêu chảy hoặc là đi ngoài phân lỏng cần cẩn thận trong khi sử dụng. Tính mát của đậu đen sẽ khiến cho tình trạng cơ địa người hàn lạnh trở nên nghiêm trọng hơn. Và cái ảnh hưởng thứ hai đó là ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Chất xơ và một số thành phần có trong đậu đen được đánh giá cao về khả năng cải thiện tiêu hóa. Song với cái hàm lượng chất xơ quá cao, cứ 100g đậu đen có thể cung cấp cho cơ thể 48% nhu cầu. Điều này khiến cho những người bị rối loạn tiêu hóa đại tràng, huyết tá tràng không được sử dụng, nếu không sẽ khiến cho tình trạng diễn biến xấu đi. Ngay cả những người bình thường ăn quá nhiều đậu đen dễ làm cho các enzyme tiêu hóa trong dạ dày cũng như ruột non gặp khó khăn, bởi có thể phá vỡ hoàn toàn chất xơ cùng chuỗi phân tử ngắn oligosaccharide của đường. Oligosaccharide trong đậu đen gọi là galactan, cấu trúc rất phức tạp mà cơ thể bình thường khó tiêu hóa. Do đó, ăn đậu đen không đúng liều lượng dẫn đến đường ruột hệ tiêu hóa gặp vấn đề xấu. Thứ ba là không tốt cho thận. Một số những tác hại của đậu đen xanh lòng mà không phải ai cũng biết. Đó là bệnh nhân suy thận nặng tuyệt đối không sử dụng. Đậu đen là thực phẩm khó tiêu nên đòi hỏi cái hoạt động của thận làm việc quá công suất mới tiêu hóa được. Việc thận đang bị tổn thương lại mang thêm gánh nặng đó sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta không thể phủ nhận chức năng hữu ích của đậu đen đối với thận và hiệu quả thực sự chỉ được phát huy khi bạn ăn một lượng vừa phải, tránh lạm dụng. Và thứ tư là làm cơ thể thiếu chất. Thành phần đậu đen rất giàu chất dinh dưỡng như là protein, khoáng chất và vitamin. Từ một chén đậu đen nấu chín ăn hàng ngày, cơ thể bạn sẽ nhận được 227 calo, 15g chất xơ, 15g protein, folate 64%, đồng 40%, mangan 38%, vitamin B1 35%, magie 30%, phosphor 24%, sắt 20%, không chất béo. Với cái nguồn dưỡng chất này, quả thực rất lý tưởng đối với người sử dụng. Dù thế, khi ăn nhiều đậu đen lại khiến cơ thể gặp phải cái tình trạng thiếu chất. Nguyên nhân của cái tác hại này đến từ việc đậu đen chứa chất phytat gây cản trở quá trình hấp thu vitamin và khoáng chất. Ăn đậu đen bình thường không nhiều thì mức ảnh hưởng sẽ không rõ ràng. Nhưng nếu bạn sử dụng trong một thời gian dài, biểu hiện sẽ cụ thể, đặc biệt là ở đối tượng người dùng là trẻ nhỏ. Và thứ năm đấy là giảm hiệu quả của thuốc. Bản thân đậu đen đóng vai trò như một vị thuốc, trong đó các cái loại phốt pho hữu cơ, protein và kim loại nặng khi vào cơ thể có thể kết hợp để tạo thành kết tủa. Từ đây, phản ứng với thuốc giảm đi tác dụng của thuốc bao gồm cả đông y và tây y. Trường hợp bạn đang điều trị bệnh bằng thuốc, không nên dùng đậu đen gần với thời gian dùng thuốc. Tốt hơn hết thì bạn nên ăn đậu đen trước hoặc là sau 2 giờ đồng hồ khi uống thuốc, giúp giảm đi cái phản ứng phụ. Và sau đây xin mời quý anh chị chúng ta cùng tham khảo cái hướng dẫn cách chế biến đậu đen theo cái nhu cầu sử dụng sẽ giúp bạn đạt được cái hiệu quả cũng như là hạn chế tác hại của đậu đen. Thứ nhất là chế biến trà đậu đen. Thì từ hạt đậu đen xanh lòng 100g, bạn xào vàng cho đến khi thấy mùi thơm và vỏ hạt đậu tách nhẹ ra, liên tục đảo đều tay để đậu
chín đều không bị cháy. Đậu rang chín bạn đổ ra, tiếp theo đun sôi nước 1 lít rồi cho đậu vào, để lửa thêm 10 đến 15 phút rồi tắt bếp. Ngâm thêm chút thời gian tương tự, sau đó lọc lấy nước uống. Thứ hai đấy là chế biến chè đậu đen. Thì các cái món chè đậu đen luôn trở thành món quà vặt và giải khát được cực kỳ yêu thích. Có rất nhiều cách thức để bạn thực hiện, như là chè đậu đen truyền thống nấu cùng nước cốt dừa hoặc là thạch rau câu, bí đỏ. Dưới đây là chúng tôi sẽ hướng dẫn nấu chè đậu đen nước cốt dừa đơn giản, thơm ngon mà bạn có thể áp dụng, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức. Nguyên liệu cần có gồm đậu đen loại ngon, hạt mẩy chắc, đường kính, nước cốt dừa, vani, dừa khô hoặc lạc khô. Đậu đen bạn đem ngâm nước để bỏ đi hạt nổi trên mặt nước, ngâm chừng 1 giờ đồng hồ rồi mới cho vào nồi ninh với lửa lớn. Khi sôi, hớt bọt thường xuyên, chờ 10 cho đến 20 phút rồi cho đường kính, nước cốt dừa, vani vào. Nêm nếm vừa miệng là được. Lúc ăn cho thêm chút dừa khô hoặc là lạc khô để dậy mùi hương vị. Thứ ba là chế biến món ăn. Thì chế biến đậu đen thành các cái món ăn là cách để tăng cường hiệu quả dưỡng chất, phục hồi năng lượng cho cơ thể, như là đậu đen nấu sôi, hầm gà ác, nấu cháo. Vậy thì sử dụng đậu đen đúng cách như thế nào? Từ cái việc mà nhận biết tác hại của đậu đen xanh lòng, bạn cần trang bị cho mình cái kiến thức sử dụng đậu đen sao cho đúng cách nhất. Thứ nhất là đối tượng không nên dùng đậu đen thì chúng ta phải biết là người có cơ thể hàn lạnh, biểu hiện thường gặp thiếu lực, chân tay lạnh, đi ngoài phân lỏng, ăn đậu đen sẽ làm triệu chứng nặng thêm, ảnh hưởng không tốt đến cái hoạt động của tiêu hóa. Người đang trong cái quá trình sử dụng thuốc, dùng đậu đen làm giảm tác dụng của thuốc. Người già và trẻ nhỏ là những cái đối tượng thể trạng yếu nên khó tiêu thụ tốt lượng protein cao có trong đậu đen. Việc ăn uống đậu đen nhiều gây ra cái vấn đề về đường ruột. Thứ hai là tuyệt đối không lạm dụng đậu đen. Xét về cái thành phần dinh dưỡng của đậu đen, thật khó có cái loại đậu nào vượt qua được, không chỉ cung cấp dinh dưỡng, năng lượng thiết yếu cho cơ thể, vào ngày nắng nóng đậu đen còn giúp cơ thể thanh nhiệt cực tốt. Điều này khiến cho nhiều người sử dụng đậu đen một cách liên tục, thậm chí là thay nước lọc, nhưng bạn sẽ không đạt được cái hiệu quả như ý, mà thậm chí còn dễ làm mất cân bằng dinh dưỡng. Hơn thế, thành phần purin của đậu đen đi vào cơ thể có thể gây ra bệnh gút và xoài thận. Hàng ngày bạn chỉ nên dùng tối đa là 200ml đậu đen, luân phiên 2-3 tuần là được. Quá trình nấu cũng không nên dùng quá nhiều cái lượng nguyên liệu. Thứ ba là giữ cái vỏ đậu đen khi chế biến. Chế biến đậu đen, nhiều người có thói quen chỉ giữ lại phần thịt mà bỏ đi cái phần vỏ. Việc này hoàn toàn không nên, vì vỏ đậu đen đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nhất là tính năng giải độc. Nếu bỏ đi cái phần vỏ đậu đen, bạn chỉ tiếp nhận được cái nguồn dinh dưỡng mà gần như mất đi cái tác dụng là thanh lọc cơ thể. Vậy thì sử dụng đậu đen lúc nào là tốt? Thời điểm sử dụng có tác động trực tiếp đến lợi ích và tác hại của đậu đen đến cơ thể. Vì vậy mà bạn hãy tuân thủ theo một số cái khoảng thời gian như sau. Thì dùng đậu đen vào buổi sáng để tăng cường khả năng giảm cân, chống lão hóa và ngừa rụng tóc. Thứ hai là dùng trước bữa ăn khoảng 30 phút đối với đậu đen ngâm rắn, gạo lứt, lượng 1-2 thìa. Khi đó giảm cảm giác thèm ăn, khi bị ức chế, đẩy nhanh quá trình kiểm soát cân nặng. Dùng trước lúc đi ngủ vào ban đêm trước 4-5 tiếng để tránh trường hợp là mất ngủ. Để giảm thiểu đáng kể tác hại xấu của đậu đen đến cơ thể thì bạn đừng quên lưu ý đến gợi ý quan trọng được chia sẻ sau đây. Thứ nhất là nên ngâm đậu đen từ 12 đến 24 giờ, loại bỏ nước ngâm trước khi nấu sẽ khiến cái tiềm năng sản sinh khí của đậu đen hạn chế. Thời gian ngâm càng lâu sẽ càng phát huy cái hiệu quả tốt. Và chỉ nên ăn đậu đen cái lượng nhỏ, nhai chậm, kỹ từng chút để cơ thể làm khoan đường với thành phần oligosaccharide và chất xơ có trong đậu. Song song sử dụng đậu đen, bạn hãy uống đủ lượng nước mỗi ngày, góp phần tăng cường chức năng thải độc tố, thanh lọc cơ thể. Thế đậu đen là một loại thực phẩm vừa tốt vừa hại. Việc có chịu ảnh hưởng bởi tác hại của đậu đen hay không sẽ phụ thuộc chính vào cách dùng của bạn. Hy vọng với cái video này đã rất hữu ích đối với bạn, và chúc bạn luôn có được một cái cơ thể khỏe mạnh với sự đồng hành của đậu đen. Và cũng xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn thắc mắc gì thì quý anh chị có thể ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video, và chúng tôi sẽ phản hồi lại quý anh chị trong cái thời gian sớm nhất.
Và nếu như quý vị là những người lần đầu tiên đến với kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh, thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.